想法心事，如何一他？即使已定难三也罢，食得美味会渐觉开怀。无谓人人夜夜感叹，几多爱上暂时忘了吧。偏偏也有甜酸苦辣。 如若有你吞香我，我会控诉最美的声吻。谁愿目的令人动心？慢慢慢慢地呀，偶尔一些感觉，慢慢地呀，渐渐默默在乎内心，是爱是爱这美美，静静一生都会牵挂，平平淡淡亦唔系差，慢慢慢慢地呀，只需将心牵住，慢慢地呀。 Thật ra anh chính là thần bếp Kim Chức Sơn. Làm cho ba em mất tích chính là anh nè. Anh hại ba tôi bị như vậy, tôi phải chém chết anh tại đây. Từ nay tôi và anh cắt đứt quan hệ, không ai nợ ai. Tôi Sư huynh, anh sao vậy Sư huynh? Sư phụ, anh đừng làm cái thả mà Sư phụ. Đừng mang Sư huynh. Chết rồi. Tôi mất dị giác rồi. Cái này là nhân vật nữ của bước kế tiếp trong kế hoạch của tôi. Cảm ơn anh. Anh bạn à, cho tôi cái viên đi. Nè cô Hà, xin lỗi nha. Tôi phải lo đi rước ông nội tôi xuất viện, không thể bán cho cô được. Nhớ hỏi tam ổng như cô luôn. À, được rồi, được rồi. Anh Dĩ à, chị Dĩ bánh cứu đi. Ờ, tôi cũng phải lo đi trước ông nội xuất viện, đừng sao tôi mới bán cho cô được. Làm ơn, cho tôi... Tôi phải đi trước ông nội xuất viện là sao đi nghe. Ông nội ông, vậy là gần trăm tuổi rồi, cũng già thiệt ha. Cô à, làm một chén súp nha. Cũng được, cho tôi chén súp đi. Ủa, cô mới tới hả? Sao cũng thấy cô vậy? Phải, thế cô đẹp gái lại là người khách đầu tiên của tôi bán rẻ cho cô. Giấm chua kim bài này là gia truyền của chúng tôi. Loại này là thuốc bổ mê hùng tử. Nè, được rồi, cảm ơn. Ê, để tôi nêm thêm tương ớt với thịt vô địch cái đã. Cộng thêm chai tương ớt tổng hợp này, cô Hạ Thân Tân sẽ mất hết ý chí. Cộng thêm tiếng đàn du dương của ông, vậy thì cổ sẽ nằm trong tầm khống chế của chúng ta, trừ khi cổ ăn lá bạc hà. Còn bằng không cả đời cổ sẽ là con rối của chúng ta. Chỉ cần mình lấy thuốc mê này cho ông chủ ăn, ông sẽ nghe lời của mình, là người yêu của mình. Làm ơn, cho hỏi chén súp của tôi được chưa vậy? Xin lỗi nha, chén súp này được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Ngon lắm. Thơm thiệt ha. Quả nhiên có bản lãnh nha. Là vậy, tôi mời cô đến là muốn giới thiệu ông trùng kim cương cho cô quen. Nhưng mà tôi đã có bạn trai rồi mà. Ý chí của cô cũng cứng rắn lắm. Nhưng tên Kiều Bách Cao đó có gì hay ho đâu. Nhưng để coi cái đã, người này có thể gọi là Bạch Mã Hoàng Tử, thần tượng của phái nữ. Nè, đây là thần bếp mà cô mơ ước ngày đêm. Còn cô Hạ đi, cô cũng yêu hắn lắm. Cô hãy chú ý nghe tôi nói, cô sẽ yêu hắn. Tôi sẽ yêu hắn. Sao kinh tởm vậy? Tôi không chịu đâu. Ông đừng hiểu lầm nha. Đừng cho tôi người kinh tởm như vậy. Tôi không chịu đâu, không chịu. Nè, nghe nói cô đã uống thuốc mê rồi mà, cô có quyền nói là không chịu sao hả?
À, phải. Ừ, vậy thì còn được. Cô hãy nhớ là thần bếp, là thần bếp. Tô Tô, sao đúng lúc vậy? Tô Tô, đúng lúc vậy? Tô Tô, đúng lúc vậy? Tô Tô, đúng lúc vậy? Đến Mỹ Di Viên à, anh cha. Không cần anh tốt bụng. Ê, người em giận là thần bếp, anh cũng không muốn mình là thần bếp. Em coi như anh không phải là thần bếp được rồi. Nhưng sự thật anh là thần bếp Kim Nhất Sơn mà. Tô Tô à, em cầm che đi. Đưa tay đây. Phải, sao đúng lúc vậy? À, cái này không thể gọi là đúng lúc được. Cái này gọi là duyên phận do ông trời sắp đặt cho hai chúng ta. Cho nên tránh cũng tránh không được nữa. Cát Cát, anh sợ em hả? Anh sợ em ăn thịt anh sao? Tần Tần, cô điên rồi hả? Phải á. Em đã điên rồi. Em đã điên vì anh rồi. Trái tim của em đã tìm được một tình yêu. Rốt cuộc em đã tìm được anh. Không phải, không phải, cô không tìm được tôi. Người đó là cậu Cao mà. Anh Cao ha. Chỉ cần khí chất của anh và ánh mắt của thần bếp, anh ấy không bao giờ đuổi kịp anh đâu. Cô bình tĩnh lại đi. Cô không thể chỉ vì khí chất của tôi thu hút cô. Tuy cậu Cao không đẹp trai như tôi, không cao to như tôi, nhưng mà cậu ấy thật lòng yêu cô. Cô bình tĩnh lại đi, kiềm chế bản thân mình. Không được, em đã không thể biểu bản thân mình bình tĩnh được nữa. Ê, Cát Cát, anh làm gì vậy? Hả? Nè, Tân Tân, tôi nói cho cô biết, tôi ra đời giao kết bạn bè, luôn tôn trọng chữ nghĩa. Mấy cái chuyện cám dỗ vợ bạn của tôi tuyệt đối không làm. Từ nay, cô đừng có ảo tưởng gì với tôi nữa. Cô về với cậu Cao đi. Ý anh muốn nói, có nghĩa là giữa anh và em đã có thêm một người, Kiều Bách Cao. Phải, giữa tôi và cô có thêm cái gì cũng được hết. Tóm lại tôi và cô không thể xảy ra được. Nè, tóm lại hôm nay tôi không có gặp cô cũng không gặp tôi. Vậy đi. Nè, cái cát. Nè, tôi nói cô biết nè, cô đừng có cát tới cát luôn nha, nếu không tôi trở mặt với cô. Cái cát, anh coi mình bị mưa ướt hết trơn rồi nè, làm cho em đau lòng quá. Hay là anh cầm cái dù che đi. Cũng được, cảm ơn. Ủa, sao đúng lúc vậy? Sao đúng lúc vậy? Tôi vừa đến tìm anh nè. Tìm anh? Tôi nói thiệt, tôi và anh Cao phải chia tay. Hey, cô đúng là biết pha trò nha. Nói giống mà cũng không cười nữa. Thì đó, thiệt tình ghê, là tôi giật mình luôn à. Thì đó. Vui thiệt á. Lúc cô nói hai chữ chia tay diễn cảm hay dễ sợ luôn á. Tôi phải chia tay với anh Cao. Đúng là một diễn viên chuyên nghiệp. Nè, chỗ này làm không đủ sống, em định làm diễn viên nữa hả? Tôi nói thiệt mà, tôi đã yêu người khác rồi. Tôi phải cùng anh chia tay. Anh Cao, tôi nghĩ từ nay chúng ta vẫn còn là bạn. Hứng.
Tân Tân, em nói chơi hay nói thiệt hả? Bộ anh không thấy mặt của tôi thiệt tình lắm sao? Hả? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cô nói đi, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Nè, nè, đừng có nóng nảy quá. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Đích thực là tôi yêu ảnh nhiều hơn anh. Ảnh? Ảnh? Thật ra ảnh là ai? Cô nói đi. Anh chính là Cát Cát. Cát Cát. Ý của tôi là thần bếp Điền Dị Cát. Em thật sự yêu Điền Dị Cát hả? Ừ. Uổng công sư phụ coi hắn là anh em, hắn dám dụ dỗ bạn gái của sư phụ, vậy mà cũng gọi là thần bếp hay sao? Nè, cậu đừng đổ qua cái Điền Dị Cát nha. Thử hỏi, nếu anh không làm thần bếp, còn ai có thể làm được thần bếp chứ hả? Con, để tôi nói cho cô biết xa tận chân trời, gần nơi trước mặt, người đó là Kiều Bách Cao. Kiều Bách Cao đó. Đúng vậy, tài nghệ của anh Cao tinh xảo vô cùng, nhưng mà nếu so với thần bếp, anh còn thua xa lắm. Nếu như thần bếp Điền Dị Cát không xuất hiện, tôi tin rằng anh Cao sẽ có cơ hội. Nè, có thần bếp thì cô nói là thần bếp, mất thần bếp thì tới tìm cậu Cao. Bộ bây giờ cậu Cao là thế thân sao? Bởi vậy mới nói làm phụ nữ không thể dễ dàng có mới nới cũ được, sẽ bị người ta đàm tiếu đó. Đúng, cho nên tôi quyết định tôi sẽ trước sau như một với Điền Dị Cát. Tôi sẽ không yêu người khác nữa, không yêu người khác nữa. Tân Tân à, em yêu Điền Dị Cát có phải là bởi vì ổng là thần bếp phải không? Chẳng những tôi yêu ảnh, mà tôi còn yêu đến tận trái tim, tận tâm hồn. Tôi dự định sẽ mau chóng lập một thế giới riêng với ảnh. Còn chuyện có đãi tiệc hay không, tôi vẫn chưa quyết định. Nhưng theo sở thích cá nhân thì tôi muốn làm thiệt lớn, mở mặt đi, uống champagne, anh đến nhà. Đừng nói nữa. Cô có cần xin con đẻ cái để chồng tôi sư phụ tôi luôn không vậy? Xin lỗi, tôi không biết sẽ làm cho anh đau khổ. Cô đi đi, tôi không muốn trông thấy cô nữa. Sư phụ, trời ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao? Nghe đồn kẻ thất tình không phải là cậu, cậu làm gì xúc động dữ vậy? Chuyện của sư phụ cũng tức là chuyện của tôi. Sư phụ thất tình cũng như tôi thất tình. Không được, phải hạ tới Điềm Dĩ Cát đó. Nè, đừng mà. Nam Nhi đại trưởng phu, rơi máu không rơi lệ, quá như là anh hùng hảo hết. Trời ơi, đau quá. Hỏi thế gian tình là gì? Cũng tại sư phụ quá nặng tình cảm thôi. Thật ra mấy cái chuyện tình cảm á, giống như là đi toilet à. Vệ sinh xong, dội gáo nước, rồi ào một tiếng, dội gáo nước, ào hai tiếng ra ngoài, kêu con người vui vẻ tự động không có gì nữa. Làm sao mà ào một tiếng đổ ra ngoài hả? Cậu có thể trực tiếp hơn không? Được, sư phụ, vậy thì con nói thẳng nha. Ừ. Thầy với tôi hết cách gỡ rồi, si tình hoài bỏ đi tám, ngu như bò vậy. Ê, có cần nói thẳng vậy không? Sư phụ, nếu mà con không nói thẳng, thầy làm sao biết cách quay đầu lại? Vậy cũng phải quay lại. Có phải là cậu muốn lấy lòng tôi không? Muốn lấy lòng tôi thì mạnh tay chút đi. Nhẹ tay quá không có giống đấm bóp chút nào hết, giống như đang bị người ta xàm sở. Ê, có cần xe cái giấy tay không? Chữ Đinh cậu làm gì vậy? Ê, sang sang Sư Huynh à, tay nghề của em có khác không? Cô dám sờ giấy tay của tôi. Trời ơi, Chữ Đinh. Sư phụ, không phải tại con đâu. Sư Huynh, không ngờ bắp thịt của anh cũng rắn chắc thiệt á. Bụng của anh có bao nhiêu muối đem coi. Bụng của tôi có bao nhiêu muối mắc mớ gì đến cô. Tôi nói cô biết nè, cô nên buông tha tôi nha, nếu không tôi trở mặt bây giờ. Sư Huynh, lúc trước á thì nói là có trái táo và một trái cam để cho anh chọn, bây giờ chỉ còn lại trái táo này thôi, cơ bộ anh không còn chọn lựa nữa rồi. Tôi không ăn táo. Tôi không ăn táo. Mỗi ngày anh ăn một trái, ăn xong bảo đảm cười hả hê. Sư Huynh, sư phụ không ăn táo đâu. Buông tôi ra đi. Sư Huynh. Cát Cát.
Đừng có cát cát nữa. Cát à, hôm nay em tới đây để báo cho anh một tin rất là quan trọng. Em và anh Cao đã chia tay rồi. Anh còn chúc mừng hai chúng ta được hạnh phúc nữa. Cô và cậu Cao chia tay? Thiệt hay giả vậy? Đúng vậy, đích thực tôi đã chia tay với ảnh rồi. Bây giờ đừng nói là chia tay, biểu tôi giết chết ảnh cũng không được nữa. Đủ để chứng minh tình yêu em dành cho anh chân thành như thế nào. Tình yêu bất diệt, bất diệt. À, thì ra sư phụ không ăn táo mà cũng không ăn cam, chuyển qua ăn nho rồi. Đưa giám phụ này bà trời gì đi. Cá cá, bộ anh chưa nói rõ với con khỉ gió này sao? Hả? Sư huynh, anh quen với thứ lăng nhăng sầm sổ này hồi nào vậy? Tôi xin lỗi nha, tình yêu của tôi và các cát là thuộc dạng đôi bên đồng ý, không giống như thứ miễn cưỡng thiếu hạnh phúc như cô đâu. Tôi mà miễn cưỡng hả? Tôi nói cho cô biết nha, những người có mắt xám đều biết tôi và sư huynh đã đến giai đoạn rắn chắc vậy đó. Tôi nói cho cô biết, sư huynh là thần bếp, cho nên tối ngày đi đó đi. Cô sáp vô chỉ muốn nổi tiếng thôi. Tôi cần gì nổi tiếng chứ? Dù sao tôi cũng là mỹ thực trưởng môn, tôi thiếu gì người hâm mộ. Tôi cần gì muốn nổi tiếng? Cô đâu nhỏ cái hẹp tướng khắc phu. Đó là cô mắt to vô thần không biết đẻ. Sao hình ốm đau như là khúc củi? Đúng tại cô hoàng y như khỉ vậy. Cô là bạch tắc. Cô tướng đỏ mặn. Tôi sống dài hơn cô. Tôi mạnh hơn cô. Không, dù nói gì cũng vô ích. Tóm lại người mà sư huynh yêu nhất chỉ là tôi đây. Lẽ nào sư huynh lại yêu một cô giống như khúc củi vậy? Không tin cô hỏi anh đi. Sợ cô sao? Sư huynh, Tuyết Ninh, sư huynh đâu? Nãy giờ sư phụ ăn hết nãy chuối, thay bộ đồ kế đó ra ngoài rồi, hai người không thấy sao? Sư huynh, làm gì vậy? Tôi có cảm tưởng như đang nghe tiếng của Tân Tân và Sang Sang. Cậu lại làm gì vậy? Nhớ người ta thì đi tìm người ta, chứ ở đây làm cái gì? Tìm để làm cái gì chứ? Người cô yêu là thần bếp, không phải là tên đầu bếp tầm thường như tôi. Sao mà so sánh được? Nhưng cậu đừng quên, cậu là đầu bếp. Bổn phận của đầu bếp là phải làm cho khách ăn ngon miệng. Nhưng mà khổ nổi bây giờ cái cổ thích là đồ ăn mà ông nấu, không phải đồ ăn tôi nấu. Hay là ta thử giải thích bằng cách này. Đàn ông và đàn bà đó cũng như nhau, lâu lâu phải thay đổi khẩu vị, lâu lâu cũng phải lãng mạn. Giống như cậu, chịu một chỗ độc nhất. Ai mà không đi. Tại sao cậu phải đến với tôi? Bởi vì tôi có nhiều kiểu, tôi ranh ma. Cho nên cậu phải bắt chước như tôi, thay đổi khẩu vị đi, tạo cho cổ cảm giác kích thích, tạo cho cổ thêm nhiều lãng mạn. Đến lúc đó, giật cổ không chết, cổ cũng chết mê. Tân Tân, ngồi đi. Nè nè, một tuần. Đây, bữa ăn này anh cố tình thiết kế cho em, em thử đi. Anh nhắn tôi đến là để ăn bữa này à? Ừ. Được. Sao hả? Miếng thịt dê hấp thụ mùi vị của nước sốt và mùi hôi của bản thân nó thì hoàn toàn tan biến. Và độ đàn hồi của nó cũng rất là thích hợp, không dai chút nào cả. Ngon lắm. Tiên Tân à, bây giờ em đã hiểu những gì thần bếp làm được thì Kiều Bách Cao này cũng có thể làm được cho em mà. Anh sai rồi. Cho dù anh nấu ăn có ngon miệng cách mấy đi nữa, rốt cuộc anh cũng không thể là thần bếp được. Anh có hiểu không? Anh không hiểu. Vậy thôi được. Để tôi hỏi anh một câu nha. Ông nội nuôi của anh có khi nào là ông nội của anh không? Vậy má nuôi của anh có khi nào là má của anh không? Không phải cái gì. Tức là ý tôi muốn nói cho anh biết, có những chuyện á, anh có thì có, không có là không có, không thể miễn cưỡng được. Không lẽ anh chỉ thua mấy chữ Điền Dị Cát, Điền Dị Cát sao? Còn một điều nữa. Là điều gì? Đó là tình yêu của tôi và các cát rắn như sắt đá, chết cũng không phải. Nếu ảnh là Romeo, tôi sẽ là Juliet. Nếu ảnh là Lương Sơn Bá, tôi sẽ là Trúc Anh Đào.
Nhưng mà những thí dụ em nói, nếu không chết biến thành bướm thì sẽ tự tử chị Tình. Hai người không có kết quả tốt đâu, biết không? Nè, anh đừng nói bậy về tương lai của tôi và các nha. Tân Tân, em mình ơn tỉnh lại đi, sư phụ Điền không có yêu em đâu. Anh độc ác thiệt á. Rốt cuộc bây giờ tôi đã hiểu thế nào gọi là yêu quá thành hận rồi. Người sư phụ Điền yêu là Tố Tố, em biết mà, em biết rõ nhất mà. Tôi biết, mỗi một người đều có thể nhầm lẫn, đi lỡ bước. Và tôi sẽ tha thứ cho các cát. Tôi hiểu mà. Điều kiện của các cát tốt như vậy, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều ong trêu bướm ghẹo tự mình chúi đầu vào. Nhưng mà chỉ cần trái tim của các cát hướng về tôi sẽ tuyệt đối không ngần ngại. Tân Tân à, anh xin em tỉnh lại đi được không? Hả? Được. Nếu như anh ganh tị tình yêu của tôi và các cát, hay là chúng ta cá một gián đi được không? Nếu như các cát muốn nắm tay tôi, hôn tôi một cái, vậy thì từ nay anh đừng tới làm phiền tôi nữa. Được. Anh muốn em phải thua tâm phục khẩu phục. Sư phụ ai ra đi. Che tôi lại, che tôi lại. Cá cá. Ừ. Sờ sờ như vậy mà cậu không thấy, ngày thường cậu ăn cái gì vậy? Cậu biết cậu dùng cây che mình lén lút như vậy chứ. Tại sao hôm nay anh đi sớm quá vậy? Tôi cũng sớm vậy. Thật ra cái đêm qua em không ngủ được. Thế em nhắm mắt lại á là nghĩ đến anh nè. Cho nên hôm qua em đã bỏ ra cả đêm để nghĩ tới tương lai của chúng ta đó. Nè nè nè, cậu chờ tôi với. Sư phụ à, em cầm đây, nên hỏi anh chứ. Cái gì? Tôi xin con chứ cô. Ừ. Sư phụ, vô đọc báo trưởng phu. Lần này nếu không làm tới cũng khó mà dứt khỏi. Đủ rồi. Cô có biết cô phiền lắm hay không? Vẫn đủ chưa vậy bà Tám? Nè sư phụ, làm tới hơn nữa mới được. Tôi thấy cô đằng trước là ghét cô đằng sau, tôi thấy cô là tôi ghét từ trên xuống dưới. Trời ơi, cô tưởng cô là hoa hậu hả? Người đàn bà mà tôi cần xếp hàng đến tận chiếm xác chuỗi kìa, đánh lượt cô trúng thăm hồi nào. Phải vô, phải vô. Sắp được rồi, sắp được rồi đó. Nè 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 nè, đừng có khóc, đừng khóc nha. Tôi ghét nhất là đàn bà nè sư phụ, đừng thua kết cục nha. Ồ phải hả? Có phải anh cảm thấy em phiền lắm không? Diễn. Có phải từ nay anh không muốn gặp mặt em nữa không? Diễn. Vậy trước khi chúng ta xa nhau, anh có thể nắm tay của em, hôn em một cái được không? Gì? Cậu chơi tôi hả? Cậu trở nên vậy hồi nào vậy? Tôi không phải là loại đàn ông tùy tiện. Không lẽ anh sợ em? Sư phụ à, trước cũng vậy mà sau cũng vậy. Thì mau mau nhắm mắt làm đại một cái là xong, mọi chuyện đỡ rắc rối hơn. Chú Đinh à, chuẩn bị sẵn anh con để sát trùng. Dạ. Chết thì chết. Nhìn gì? Sư phụ, con là đệ tử của thầy, dĩ nhiên phải theo thầy học hỏi. Cái tốt sao không thấy cậu học, quay mặt qua chỗ khác giùm cái đi. Dạ. Chú Đinh, xong xuôi rồi. Trời ơi, có người giải quyết chúng ta kìa sư phụ. Cậu cao. Cái cái chú của anh cũng chịu bộc lộ tình yêu của anh dành cho em rồi. Đình Dị Cát, anh lừa tôi. Ai? Đình Dị Cát, điều anh thắng tôi chỉ là cái tên thần bếp. Bây giờ tôi phải khiêu chiến với anh. Tôi phải lấy đi thân phận thần bếp từ trên tay của anh. Sư phụ, thầy sẽ so tài với thần bếp thật sao? Món của tôi gọi là muối cát lá tre hung tôm hùm. Vị mặn tự nhiên của muối cát biển bộc lộ được vị ngọt của thịt tôm hùm. Dùng khói để hung tôm hùm lại mang mùi hương của lá tre. Lần này người chiến thắng trong cuộc thi này đó là thần bếp. Sư phụ à, sư phụ thầy làm gì vậy? Tôi phải làm gì mới thắng được ông? Nè nè, cậu làm cái gì vậy? Đập ván thôi, đập ván thôi. Còn chuyện vệ sinh tôi sẽ giải quyết được rồi. Đập ván có cần dùng ban vậy không? Nè cậu Cao à, ở ngoài có một người tìm cậu kìa.
Cô tìm tôi? Kiều Bách Cao phải không? Cô là... Anh không cần biết tôi là ai. Tóm lại tôi đến đây để giúp anh. Giúp tôi? Chỉ có công ty chúng tôi mới có thể giúp anh thắng được thần bếp. Bây giờ những gì anh thấy trên màn hình là trích đoạn của Kim Nhất Sơn so tài với ông Stanford, bếp chính của khách sạn London ở Anh Quốc. Thật ra ông lại tủ băng video ở đằng sau anh là những trích đoạn của Kim Nhất Sơn trong mấy năm gần đây thi đấu chính thức và không chính thức. Sư phụ, toàn là những cuốn cuộc thi thế kỷ với lại cuộc đại chiến vô bếp gì đó, với lại chuyện thầy và thần bếp ra bãi biển làm tôm hùm, ổng cũng thu lại luôn đó. Tại sao ông quay được nhiều cuộc thi như vậy? Thế gian này có tiền, chuyện gì cũng có thể làm được. Và chúng tôi sẽ dùng tiền giúp anh. Tại sao ông giúp tôi? Người này là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương của chúng tôi, ông Hồ Thiên Trạch. Ông anh minh thần võ cơ trí hơn người. Ánh mắt có sức thu hút vô tận. Tiếng đàn của ông có thể làm cho người ta lơ đãng. Tiếng hát của ông có thể làm cho người ta bay bổng. Sư phụ, tập đoàn Thiên Dương đó ở Hồng Kông là một trong năm công ty đang nổi tiếng đó sư phụ. Ông có thể nói cho tôi biết tại sao lại giúp tôi? Tôi muốn anh thay mặt tập đoàn Thiên Dương so tài với thần bếp Kim Nhất Sơn. Chúng tôi sẽ bất chấp nhân lực vật lực, chủ yếu là anh thắng Kim Nhất Sơn. Còn anh, Kiều Bách Cao, anh sẽ là thần bếp của thời đại mới. Được chứ? Cách đây 3 năm, sau khi tổ chức cuộc thi thần bếp, đã lâu không có cơ quan nào đứng ra lãnh đạo nữa. Lần này tập đoàn Thiên Dương chúng tôi phát động tổ chức cuộc thi khiêu chiến thần bếp này. Mục đích là làm cho mọi người có thể nâng cao hơn nữa về trình độ thưởng thức đối với nghệ thuật ăn uống. Hơn nữa, thời gian đã cách 3 năm, thực chất không ai biết tài năng của thần bếp đã đạt tới mức độ nào. Cho nên lần này, chúng tôi tổ chức cuộc thi khiêu chiến thần bếp này có thể giúp cho mọi người mở rộng tầm nhìn. Vậy tôi muốn hỏi lần này khiêu chiến thần bếp sẽ là cao thủ nào vậy thưa ông? Lần này thay mặt tập đoàn Thiên Dương, chúng tôi là Hoàng Thất Hoa Hồng Kiều Bách Cao, sư phụ Kiều. Kiều Bách Cao là bếp chính tài năng trẻ tuổi nhất trong giới ẩm thực. Tài năng của ảnh tuyệt đối có tư cách thi đấu với Kim Nhất Sơn. Vậy tôi muốn hỏi cách đây 3 năm sau khi thần bếp Kim Nhất Sơn so tài với Tần Nhân Thạch đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Thực chất không ai biết tung tích của ông ở đâu hết. Luôn cả vị Hương Cương Nghiêu cũng không biết ông ở đâu. Các vị làm sao tìm được ông để mà tiếp nhận khiêu chiến của Kiều Bách Cao? Chúng tôi đã biết thần bếp Kim Nhất Sơn ở đâu. Hả? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Sư phụ, lần này con đã quan sát kỹ lắm rồi, không còn chuyện bỏ sót một ngõ ngách nào nữa đâu. Được, nếu như an toàn, ra ám hiệu cho tôi. Ok. Lẹ lên. Sao lâu quá vậy? Thằng bếp, đứng lại. Ông làm sao đứng lên. Tôi bị té như vậy là mấy người còn lo chụp hình nữa. Mấy người có phải là người không? Gọi cấp cứu giùm tôi đi. Tôi phải trả thù cho sư phụ. Sư phụ Kim, ông Khương Dị Dư muốn gặp ông một lát. Đây là 1/3 tiền cọc để ông ứng chiến. Có cần nặng vốn vậy không? Nếu ông thắng được đại diện của tập đoàn Thiên Dương, tôi sẽ đưa luôn 2/3 tiền thù lao cho ông. Tổng cộng là 3 triệu. 3 triệu lận hả? Có một điều tôi không hiểu. Tại sao tập đoàn Thiên Dương lại nhúng tay vào giới ẩm thực? Mấy chuyện ăn uống thì ai cũng có hứng thú. Hơn nữa 3 năm trước cuộc thi thần bếp là đóng cửa tiến hành. Tôi nghĩ rất nhiều người đều muốn trong cuộc thi công khai chứng kiến được tài năng của đầu bếp thực thụ. Xin lỗi,
tôi không có hứng thú. Kiếm sư phụ, anh hãy nghe tôi nói vài lời cho đã. Lần này tôi đồng ý làm nhà phê bình cho cuộc thi là bởi vì thần bếp là chính thống của giới ẩm thực chúng ta. Chiêu lý phải tỏa sáng khắp nơi, mãi mãi bất khuất. Nhưng mà 3 năm trước, sau khi anh thắng trong cuộc thi thần bếp, anh đã mất hết bóng dáng, làm cho 3 năm qua giới ẩm thực của chúng ta bỗng nhiên yên lặng. Bây giờ ngọn đuốc thần bếp cần phải thắp sáng lại mới được. Sư phụ Kim, ông là động lực thúc đẩy của chúng tôi lần này. Diêm Dương, tôi cũng muốn ông nghe tôi nói vài lời. Bây giờ tôi tên Điền Dị Cát, chứ không phải là Kim Nhất Sơn. Chỉ là một đầu bếp dở hơi, rất tầm thường, rất hèn hạ, không phải là thần bếp gì đó. Ngày mai tôi sẽ biểu Tiểu Đinh đem giải thưởng thần bếp đến đây. Đến lúc đó các ông muốn xử lý thế nào tùy, không liên quan đến tôi. Ông cần bao nhiêu cứ việc lên tiếng. Tôi vì lý tưởng làm thần bếp, gia tài bạc tỷ tôi cũng có thể bỏ qua. Ông chỉ có mấy triệu bạc thôi, thực chất tôi không thèm dòng tới. Ông hiểu chứ? Diêm Dương, tôi xin phép. Mình nhờ thầy Phong Hùng đến coi phong thủy giùm đi. Không lấy nào khách quen không chịu vô, khách lạ không dám tới chứ đúng không? Nếu tìm thầy phong thủy thôi thì tìm sư phụ Điền về đi. Xin lỗi. Thật ra mọi người yên tâm đi, tôi biết là nguyên nhân gì rồi. Bởi vì gần đây thời tiết nóng quá, cho nên người ta không màng ăn uống nữa. Con nghĩ đúng không? Ừ, con đồng ý cách nói của má đó. Ê, có khách tới. Tiếp khách. Đi. Chào cô, mấy chỗ gì? Chà, đồ đạc ở đây cũ quá, hết nói nổi. Cô à, mấy chỗ cô? Không phải chứ, miếng bít tết còn dài hơn mạng của tôi, làm sao ăn đi? Xin lỗi, cô làm gì vậy? Tới đây gây rối hả? Trời ơi, mấy tên ốm đói này, hầu bàn hả? Trời ơi, làm sao tiếp khách? Hết nói nổi. Nè, xin lỗi. Cô là ai vậy? Gì, còn bà là ai? Tôi là bà chủ ở đây nè. Hả? Bà chủ? Giống như miếng thịt chân xá bố vậy. Lúc nào thấy bà cũng chết khiếp rồi. Nè, nói nữa. Đâu, cô nói. Còn nói bậy nữa. Tôi báo cảnh sát đó nha. Tập đoàn Thiên Dương. Đúng vậy. Ông chủ của chúng tôi đã sang những chỗ này. Tháng sau mấy người hết hợp đồng phải không? Chúng tôi không dự định ký thêm với mấy người. Hôm nay tôi thay mặt ổng đến đi xem xét tình hình. Nè, vậy tức là sao đi? Sao à? Tôi tưởng bà mập thôi, bà cũng dốt nữa. Đi khỏi đây đi. Mai mốt tôi sẽ gửi thông báo cho bà. Nè, hợp đồng chưa hết. Ở đây vẫn thuộc về chỗ của chúng tôi. Cô làm ơn đi khỏi đây. Chỗ của cô chứ gì. Được, tôi tới chỗ này để ăn uống, dù sao cũng là người có tiền mà. Nè, chỗ của chúng tôi không hoan nghênh cô nữa. Cô ra ngoài đi. Đi. Tôi nói cho bà biết, tháng sau tôi sẽ lấy chỗ trà quét bà ra. Đi. Vậy mà bà, vậy tính sao bây giờ? Ông Hồ đang đợi 2 người ở trong, 12 người vào trong này. Cảm ơn cô. Hả? Má. Ông Hồ. Ông Hồ à. Có hay không? Hay lắm. Biết ghê. Hai người là ai? Chúng tôi là quản lý ở Mỹ Vị Viên. Mỹ Vị Viên? Ông biết nhà hàng của chúng tôi rồi đó. Tức là bây giờ tập đoàn của ông á đã thu mua khu đất ở Thạch Trụ rồi. Phải. Chỗ đó hả? Tôi nhớ mà. Ông Hồ à, xin ông mở lượng hải hà. Tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông. Chuyện gì? Thật ra tập đoàn Thiên Dương của ông hàng năm lời được nhiều tiền như vậy, nên bỏ qua 1 vụ, 2 vụ coi như làm việc từ thiện. Nhưng mà phải. No way.
Nè nè, ông Hồ à, mấy chị Duyên là tâm huyết của tôi và chồng tôi. Ông biểu chúng tôi dọn đi, khác nào biểu chúng tôi dẹp tiệm. À, phải rồi, ông Hồ à. Thật ra về phía tiền thuê nhà, chúng tôi có thể tăng thêm 30% mà. À, phải. Ừ, đùa quay. À, nè ông Hồ à, 50 cũng được, 50 đi à, ha. Phải đó, 50. À, 50 ha. À, 50. À, phải. Đùa quay. À, nè ông Hồ à, tiền thôi mà, chúng ta có thể thương lượng, à, không được thì nói cho được. Phải đó. À, tiền thôi. Tiền. Bà biết không, hễ tôi ra đường, ít nhiều gì cũng bỏ túi mấy chục ngàn. Bà thấy đó, dù khi làm rớt xuống đất, tôi cũng mất công khom xuống lượm, nhức đầu lắm. Nhưng mà vậy, mấy chuyện thành ý không nhất thiết phải bằng tiền. À, phải rồi. Phải rồi, vậy ông có đòi hỏi gì không? Tôi cần một người. Rốt cuộc đã lòi đuôi cáo rồi. À, ông Hồ à, tôi nghĩ đòi hỏi của ông hơi quá đáng một chút đó. Ông Hồ, chẳng thà ông cần tôi, ông đừng đòi con tôi. Nè má, không được, hai người đều không được mà. Không được đâu, còn để chị má đi. Má, đừng có vậy mà má. Hai người nói cái gì vậy? Cần bà, cần cô. Người tôi cần là thần bếp Kim Nhất Sơn. Nếu ổng có thể thắng được cuộc thi khiêu chiến thần bếp lần này, tôi sẽ quyết định không tịch thu nhà hàng này nữa. Đại Hùng. À. Cậu làm gì vậy? À, tôi định gọi điện thoại cho sư phụ Điền. Sự thể bây giờ chỉ có ổng mới cứu được Mỹ Di Viên thôi. Cậu mau bỏ điện thoại xuống cho tôi, còn bằng không á, tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu. Dì Mập à, uống ly trà trước đi. Cảm ơn. Dì Mập à, hay là dì đi tìm sư phụ Điền đi, còn bằng không Mỹ Di Viên này sẽ đóng cửa ngay đó. Phải đó. Tôi không tin là không còn cách nào khác. Có. Thưa quý vị, thần bếp Kim Nhất Sơn. À, tôi nghĩ độn thêm cuộn giấy chắc sẽ giống hơn ha. Ơi, dựa vào thần bếp giả mạo như con nghĩ con có thể gạt được người ta sao? Ba năm trước á, cuộc thi thần bếp cũng là đóng cửa để tiến hành mà. Với lại cũng ít có ai trông thấy Kim Nhất Sơn. Dị Dương cũng bị mù rồi. Con nói con là Lưu Đức Hoa chứ ông cũng tin á. Cho dù con gạt được mọi người, cũng không gạt được Kiều Bách Cao. Cho dù cô gạt được Kiều Bách Cao, thức ăn cô nấu ra có thể gạt được Mỹ Dị Dương sao? Phải đó, nếu cô cải trang dễ dàng như vậy thì làm sao làm thần bếp được. Cái này không được, cái kia cũng không được. Không lẽ quanh tay đứng nhìn Mỹ Dị Dương đóng cửa à? Mỹ Dị Dương này, xưa nay má với ba của con cùng đứng ra tổ chức. Bây giờ ông bỏ đi, Mỹ Dị Viên cũng đã đến hồi kết thúc. Hả? Con à, bỏ đi, ý trời khó cãi. Má! Má! Tô Tô à, vẫn chưa đến lần cùng đâu. Có một người có thể giúp chúng ta, cô biết rồi đó. Phải đó, cô cũng đâu muốn thấy gì mập như vậy. Chỉ cần cô chịu lên tiếng, nhất định ông sẽ tái xuất giang hồ mà. Phải đó, phải đó. Sư huynh, chuẩn bị xong chưa? Ừ, bắt đầu đi. Ừ. Là gà mật ong. Mật ong, gà thả, gừng già, với lại rượu trắng 5-10, phải không? Đúng rồi sư phụ. Tiếp tục. Bánh mứt dâu, mứt tắc đập dẹp, cộng thêm một chút trái cây tươi, với lại sữa bò của New Zealand, phải không? Yeah. Lại trúng nữa rồi sư phụ. Còn gì cuối cùng? Thì sao? Thịt xào khô, nhưng mà lăn bộ dày quá,
miếng thơm là để qua đêm. Nhất định là mua ở chỗ ông Mã, nhà hàng Kinh Thiên ở đầu ngõ, phải không? Phải không? Yeah. Đúng rồi, sư phụ ơi. Ít nhiều gì thì tôi vẫn còn là thần bếp đương nhiệm. Trò chơi tung khăn của mấy cậu học trò làm sao mà làm gì được tôi? Sư huynh à, anh giỏi như vậy hay là anh nếm thử cây son của em mang nhãn hiệu gì đi? Ừ. Cần gì phải thử, đây là loại son môi miệng rộng đứng hàng thứ năm. Hả? Anh đoán trúng à? Cả cây để ở đây, thằng mù nó cũng thấy. Sư phụ à, có bộ vị giác của thầy cũng cảm nhận được 7-8 phần rồi ha. Phải nói là 9-10. Mở cửa. Dạ. Tố Tố. Em tìm anh hả? Tôi trả lại cái dù cho anh nè. Cây dù này của em mà. Em quên rồi hả? Em đã đưa cho anh 8 đồng mua lại của anh nó. Vậy à? À, thiệt tình không nhớ hay là giả bộ muốn gặp sư huynh của tôi đây? Nè, không phải tôi muốn gặp ảnh, tại tôi không nhớ thôi mà. Không nhớ hả? Vậy thì còn nhiều chuyện cô cũng không nhớ. Cô còn nhớ 3 năm trước ai đã làm cho ba cô mất trí hay không? Cô còn nhớ 3 năm sau ai đã làm cho ba cô mất tích hay không? Cô còn nhớ? Cứ im giùm cái đi. Dạ, thần bếp Kim Nhất Sơn. Chị Linh. Yeah. Anh yên tâm, có những chuyện mãi mãi không bao giờ tôi quên được. Lần này tôi đến là có một chuyện muốn nhờ anh. Em nói đi. Bất kể giúp Mỹ Dị Viên hay là giúp em, anh cũng sẽ làm hết sức mình. Bây giờ tập đoàn Thiên Dương đã tịch thu nhà hàng của chúng tôi rồi. Họ nói chỉ cần anh thắng được Kiều Bách Cao trong cuộc thi khiêu chiến thần bếp, họ sẽ bỏ ý định tịch thu Mỹ Dị Viên. Anh coi như tôi xin anh đi, má tôi cũng thể mất Mỹ Dị Viên được. Bác sĩ, tôi đã đỡ được 7-8 phần rồi. Ông còn bắt tôi uống thuốc nữa hả? Loại thuốc đặc hiệu này sẽ kích thích thần kinh vị giác của ông. Trong một khoảng thời gian cực ngắn sẽ làm cho vị giác của ông hồi phục. Tôi nghe Tiểu Đình nói là ông sắp tham gia cuộc thi. Loại thuốc đặc hiệu này có thể giúp được cho ông. Phải đó sư phụ à, thầy dạy con phải có sức khỏe cường tráng để ứng chiến mà. Đó gọi là tôn trọng cuộc thi. Câu bộ bác sĩ Dương cũng chuyên nghiệp thiệt ha. Đương cảm nhiên. Ơn cảm ơn ông rất nhiều. Không có gì, giá trả tiền là được. Được được, ok, đi thôi Tiểu Đình. Lâm, anh Hồ hả? Sao mới rồi? Sang